Ngày 1 tháng 4, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an huyện Cẩm Xuyên vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Ân, 37 tuổi trú tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, về hành vi cố ý gây thương tích. Cơ quan điều tra xác định năm 2018, Ân kết hôn với chị N, 36 tuổi, trú tại thôn Mỹ Sơn, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên. Quá trình sinh sống, hai người thường xảy ra mâu thuẫn nên đã ly hôn. Khoảng 0 giờ ngày 29 tháng 3, ân điều khiển xe máy chạy vào nhà em gái của N, ước ước vì chị N không trả lời điện thoại nên ân đã mở cốp xe máy lấy con dao dài khoảng 35 cm vào phòng ngủ của chị N. Lúc này chị N cùng anh NHT đang nằm ngủ trên giường, ân liền dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát vào tay, chân, bụng anh T rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến khoảng 5 giờ ngày 29 tháng 3, Trần Văn Ân bị phát hiện bắt giữ tại một nhà nghỉ ở xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên. Công an huyện Cẩm Xuyên đã thu giữ một xe máy, một con dao là hung khí mà ân dùng để gây án và một số tăng vật liên quan. Hiện công an huyện Cẩm Xuyên đang tiếp tục phối hợp với phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Hà Tĩnh, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.